Vâng, xin mến chào toàn thể quý vị và các bạn. Video này tôi với cả anh Hiệp gửi tới cho quý vị và các bạn hình ảnh một số các cái cây bonsai nhỏ. Đây chuẩn là hàng bonsai mini luôn đấy ạ. Đấy, trước mắt quý vị và các bạn là cây mai chiếu thủy ạ. Cây này có cái hoành là 15. Vâng. Chiều cao là 30. Vâng. Tàn rộng là 35. Cây này báo với anh em 700. 700 nghìn nha anh. 700. 700k. Cây này có cây hoành là 13. Vâng. Chiều cao 30. Vâng. Cây này báo với anh em là cũng 700. 700.000. 700.000. Cái hai cây này đồng giá 700k à anh? Vâng. Ok anh. Đợt này nhiều lô cây nhỏ thế nhỉ? Rồi ok anh đi. Cái mai này cũng báo với anh em là 700. 700k. Cây hoành 13. Chiều cao là 25. Vâng. Tàn 35, 700k. Cây này là 500k. Hoành là 12. Cao 18. Rộng 20, cây này 500k. Ok anh. Ui, một lô. Một lô cái cây bonsai nhỏ đấy quý vị ạ. Rồi, anh Hiệp sẽ đo gửi tới cho quý vị nhé. Cây này là 13. Vâng. Cao 30. Rộng 30, cây này 700k. 700.000. Cây rất là... Cây này là hoành 13. Cao 30. Rộng 35, cây này 700k. Cây này chắc 500 rồi nhỉ. Cây này là 500k. Cây này cũng 600k. Đâu anh? Rồi. Đây là bộ gì, gọi là bộ gì đấy anh? Đây giới thiệu với em, đây là cái si. Si à? Si búp hồng này này. Vâng. Cây này là anh em làm cái ba thân này, chẳng biết là cái dáng gì đây, chả rõ đây. Đo cho anh em cả cái cục đá này nha. Vâng. À, thôi đo ba thân này cứ làm gì cục đá nhỉ. Đo cái thân này này. Đo đại diện cũng vậy nhé. Ok anh. Đại diện của cái thân này là đường 16. Cao là 37. Vâng. Rộng là 65. Cái này tính với anh em là 5 triệu. Vâng. Cây bên cạnh, cây si đúng không anh? Cây bên si này là báo với anh em là 6 triệu. Cái 6 mini. Triệu à? Cây bên kia lại to hơn, lại nhẹ hơn. Cây này, cây này là cây hơn. Của bác Trung, bác kia mang đến bác báo thế thì mình thay mặt bác kia báo à. Cây này 6 triệu. Vâng, 6 triệu. Cây kia to hơn nên lại rẻ hơn. Của mỗi xã viên họ báo là tùy họ thôi. Thế còn cái ở giữa này? Ở giữa là cái đoan môn thì cái tính với anh em là 15 triệu. Ok anh, thế còn cái tiểu cảnh này? Tiểu cảnh này chốt rồi anh. À đây, bên này quý vị ạ. Rồi, anh đứng ở mặt kia đi. Rồi ok, sáng đẹp lắm. Rồi, mời anh Hiệp. Đây, giới thiệu với anh em, đây là một tiểu cảnh non bộ. Được thiết kế theo một cảnh gọi là kiến trúc làng quê Bắc Bộ. Vâng. Mang một cái nét truyền thống của vùng đồng bằng sông Hồng. Trên là một cây đại thụ, dưới là một mái chùa và một sân vườn và một hồ nước. Vâng. Đây ngoài này sau thì sẽ tạo thành một sân vườn để chúng ta trang trí cây cảnh bề ngoài. Còn bên này là sẽ thiết kế một hồ nước. Còn đây là một cái lầu gió. Từ từ thôi, anh giới thiệu nhanh nhé. Đây là một cái lầu gió. Vâng. Để ra thưởng trà và đánh cờ ngắm trăng sao. Còn mỗi lúc dành những phút tịnh tâm để rèn luyện thân tâm được an lạc thì chúng ta hướng đến những ngôi chùa. Vâng. Mang tính cổ truyền đồng Bắc Bộ. Và ngoài Bắc Bộ thì thường có Tam Giáo Đồng Nguyên. Đấy, thì
nó cũng gắn liền với rất nhiều những cái truyền thống hiện đang có ở các làng quê. Vâng. Bên cạnh kia thì vẫn có đầy đủ. Mình cứ nói chung là văn hóa tâm linh đồng bằng Bắc Bộ. Trên này trồng cây tùng đẹp quá anh nhỉ. Đây là trên này một cây tùng La Hán. Quá hay. Còn bên chân đây là ẩn chứa của nghệ nhân để ghi lại những cái điển tích của những cái sự kiện và những cái năm tháng mà nhân dân và mọi nơi là để tỏ lòng tri ân các vị bậc tiền bối. Nhưng mà nó ở những vị nào thì sau đó thì phải hỏi tác giả. Nên cũng chỉ nốt tả được như thế thôi. Đúng không chú mày? Vâng, đẹp quá anh ạ, hay đấy. Nó là một tiểu cảnh gọi là nó mang rất nhiều ý nghĩa giáo dục truyền thống văn hóa của vùng Kinh Bắc. Trong đó lấy vùng Kinh Bắc làm tiêu đề. Hay quá anh. Đây là chiều dài đấy, đây là 1 mét này. Này là chiều dài là 1m6. Với một cái mái đình này chúng tôi phải thi công nó rất là cầu kỳ. Không biết là tâm huyết là bao nhiêu nếu sơ sẩy thì... Đây là toàn cắt từ đá ra từng lấy những viên sỏi để chúng khi truyền cảm hứng vào. Kết hợp cả đá cả sỏi anh. Vâng. Rộng cái này là bằng 1m1. Với cái tiểu cảnh này phải sử dụng bằng cẩu mới di chuyển được hoặc xe lưng. Vâng. Đấy. Sau này các bạn sẽ kiếm cho mình một số những cái cây bonsai mini, các bạn sẽ đặt đây này. Đây là một sân vườn để trang trí này. Giả dụ như Trần Hiệp hôm nay có thể lấy ví dụ cho các bạn là một trong những cây mini như cây này. Chúng ta sẽ đặt vào đây. Đấy, giả dụ đặt vào đây thì cũng đã cho ta một cái không gian rồi. Hay quá. Và quá tuyệt vời đúng không quý vị? Đấy, thì chúng ta sẽ bao gồm tổng hòa. Đây là Trần Hiệp ví dụ rồi nha. Vâng, còn anh em về sẽ mua những cây đi nhỏ nhắn hơn một chút nữa và theo ý của anh em. Để chúng ta sẽ bao quát trong cái tổng thể cây sinh một cái tiểu cảnh non bộ, một cái tiểu cảnh văn hóa đồng bằng Bắc Bộ này. Quá đẹp anh ạ. Mỹ mãn luôn đấy. Bức tiểu cảnh này thì giới thiệu với anh em là bằng 35 triệu. Quá. Bao phí anh em toàn quốc. Đây thì có đường tăng Tôn Ngộ Không anh nhỉ? Vâng. 35 triệu. Quá đẹp. Yêu rồi đấy anh Hiệp ạ. Quá hay. Cái ở đằng sau kia có, đằng sau kia có bức đá đẹp quá anh Hiệp ạ. Đấy là bức đá để tượng Quan Âm. Đó, quý vị thấy không? Cực kỳ ưng luôn. 35 triệu. 35 triệu, bao phí toàn quốc anh ạ. Bao phí toàn quốc cái bộ tiểu cảnh. Đây, tôi đứng đây tôi quay tổng thể cho quý vị và các bạn. Nếu mà quý vị và các bạn ưng thì gọi cho anh Hiệp. Với một những bức tiểu cảnh này chúng tôi phải làm trong cả tháng trời. Đây các bạn nhìn những cái đường nét chúng tôi nát gạch kia này. Vâng. Chúng bạn quay chi tiết là chỉ Trần Hiệp sẽ chỉ cho anh em này. Anh cứ chỉ đi, rõ lắm. Đây, chúng quay mặt vào đây. Vâng. Đây là những cái viên gạch nhỏ chúng tôi mua dưới những đất làng nghề của những nơi làm làng nghề này. Xong để kỳ công để nát đây này. Các bạn biết này, mà nát mini này phải nát rất chậm. Đấy. Từng viên một đấy. Từng viên một nát như nát sân lớn đấy. Và xe đi quân cái mái đình này chúng tôi phải đặt nguyên bản ở dưới làng nghề. Phải đợi họ hàng 1-2 tháng rồi họ mới ra lò, họ mới giao cho. Đấy, đấy là một cái mái đình, mình cứ gọi là mà mái đình nó quen nhưng cái là mái chùa. 35 triệu. 35 triệu. Quá tuyệt vời. Rồi, cảm ơn anh Hiệp rất là nhiều. Bên này còn một lô các cái tiểu cảnh nữa nha quý vị nhá. Đây. Thì tôi với anh Hiệp sẽ báo giá cho quý vị. Đây một cái tùng Shibakura này. Tùng Shibakura. Cái tùng Nhật Bản rất đẹp, cây này phải nói là cơ bản rất hoàn mỹ rồi. Vâng. Đấy mà chúng tôi chỉ uốn qua đơn giản thế này thôi. Vâng. Thì cây này cũng báo với anh em là bằng 2,5 triệu. Vâng, 2 triệu rưỡi. Mình đo anh em mình một cái chỗ này một chút nha. Khoanh ngồi này được 16. Cao 40. Tàn đổ là 80. Vâng. 2 triệu rưỡi.
mẫu đơn này, à bông trang này. Chưa bán à? Chưa bán, anh chưa bán gì ạ. Đây là gì anh? Tiểu cảnh à? Rồi ra nào. À mặt tiền đây đúng không anh? Đây là một bức đây là một tiểu cảnh thu nhỏ của tác giả đã truyền cảm hứng và thổi hồn vào đây. Vâng. Như ở video lần trước Trần Hiệp đã nói gửi Mạnh Bonsai, đó là đến với trong mỗi bản tánh của con người đều có tâm Phật, và chúng ta là những người giàu có, vô cùng giàu nếu chúng ta biết khai thác những tiềm năng ở trong bản tánh của chúng ta. Ok. Đấy. Thế qua đây để nói với các bạn rằng dù ở một vùng quê cách thủ đô 10 cây hướng về phía tây, với những đôi bàn tay và trí tưởng tượng của những nghệ nhân, chúng tôi sẽ biến những thứ của thiên nhiên tạo hóa, từ những vật vô tri vô giác của những thiên nhiên tạo hóa để biến thành những tác phẩm nghệ thuật. Vâng. Và nghệ nhân thổi vào đây với một tựa đề là đây là một cái thuyền bát nhã. Vâng. Đấy, với một người cầm chéo đang hướng về Tây Phương và chở những kho vàng bạc lưu ly hướng về hợp tác xã Hoa Cây Cảnh Thăng Long Hà Nội. Đây các bạn thêm đến những bức vàng đây. Và duy nhất giữa cơn bão sóng đại ngàn của dịch Covid. Đấy. Nhân viên và xã viên hợp tác xã Hoa Cây Cảnh Thăng Long chúng tôi vẫn phát triển một cách bền vững và vượt bậc. Với lượng người ra vào, với sản phẩm khách hàng chúng tôi trao chuyển đi khắp miền Tổ quốc. Đến giờ này nói thật với các bạn là sản phẩm giao đi không có. Và khi bắt đầu gọi là chỉ thị 16 được tạm dừng thì chúng tôi rất cảm ơn bà con và quý khách đã hướng về hợp tác xã Hoa Cây Cảnh Thăng Long Hà Nội chúng tôi rất mạnh. Và riêng ngày hôm nay đã có 13 đoàn khách trở về. Đấy, và chúng tôi đã giao lưu hôm nay rất nhiều. Đấy, để biểu tượng chúng tôi muốn nói là đây là một con thuyền và đang chở một chuyến vàng bạc lưu đi hướng về hợp tác xã, và trên là một người cầm lái. Okay. Giá thì cũng xin thưa với anh em là bức tiểu cảnh này chỉ có là 2.800.000 đồng. 2.800.000 đồng. Và tùy theo mỗi ý thích của anh em, chúng tôi đang tính ở đây là sẽ trồng thêm một số ví dụ như là cây hoa hồng ngọc mai này, hay là một số cây hoa nhỏ vào đây để cho ra thêm một chút nữa vào một số tiểu cảnh đây, nhưng mà do công việc này đang nhiều thì chúng tôi đã sắp xếp tiếp. Okay. Tiếp. Và tiếp bên này nữa là một tác phẩm tiểu cảnh được các nghệ nhân chúng tôi ghép bên này, cái tích là mình cũng không rõ là hôm ý là ông ấy nói với mình tích này như thế nào, nhưng mà một bộ tiểu cảnh này cũng rất đẹp, đằng sau là ký một cây tùng. Và với bức tiểu cảnh này là đang báo với anh em khoảng 3 triệu. Liên hệ anh Hiệp 0399903128. Mình sẽ đo cho anh em là chiều dài là 80, chiều rộng là 50. Bức tiểu cảnh này là 3 triệu. 3 triệu. Ok anh. Mất mấy ngày mới đắp xong? Bức tiểu cảnh này phải mất 3 ngày. Yeah. Tiếp một bức tiểu cảnh nữa. Và giới thiệu với anh em tiếp một tiểu cảnh nữa là nghệ nhân lấy chủ đề là một cây tùng Shibakura của Nhật Bản. Yeah. Và ghép trên một vùng ghép trên một cái tiểu cảnh nhỏ nhỏ của một làng quê, có nghĩa là đây là một sự phát triển hòa mình cùng với xã hội để biến một vùng quê trở thành một vùng đất gọi là có tiềm năng phát triển về du lịch. Đấy là tất cả những cái công trình này là cổng làng, rồi những cái này là ở đây là tạo nên một vùng quê đổi mới. Đấy, và chúng ta về với vùng quê đổi mới thì chúng ta sẽ đi chung quanh những làng quê để chúng ta thưởng lãm những cái cảnh đẹp quê hương và thiên nhiên tạo hóa và người xưa đã để lại cho chúng tôi. Anh sang bên kia. Đây là bức tiểu cảnh đó, được ghép và mô tả trong đó có đầy đủ tất cả những cái liên quan đến ngành du lịch gọi là đổi mới bây giờ, gọi là du lịch sinh thái đấy, của vùng quê đấy. Bộ tiểu cảnh này mà bây giờ bán ra bao tiền anh Hiệp? Bộ tiểu cảnh này thì giao lưu với anh em là bằng 4,5 triệu đồng. Lấy chủ đề là một cây tùng bonsai rất đẹp.
chú thì quay kỹ vào đây. Cái tùng này là nghệ nhân làm lâu đời lắm rồi. Đẹp long lanh luôn. Mình đo anh em cái tiểu cảnh này một chút cho chú Mạnh nhá. Chiều dài của bức tiểu cảnh này là 80. Chiều cao là 60. Và chiều rộng của nó là 45. Giá báo anh em là 4,5 triệu đồng. Ok anh, cảm ơn anh Hiệp rất là nhiều. Hết rồi đúng không? Tảng đá này có bán không anh? Tảng đá này có bán chứ. Tảng đá này bán cho anh em thì bằng 2 triệu rưỡi thôi, nhưng mà ship vật lắm, ship cái này trời nặng này lắm. 2,5 triệu. Đấy, quý vị chơi không được thì về thả bể kinh sinh được. Tiểu cảnh này thì nghệ nhân đang muốn thiết kế một cái rừng trên đá chỗ này này, nhưng mà chắc chưa làm được đâu. Giá là 2,5 triệu. Ok anh. Cảm ơn anh Hiệp.